Rồi, alo, xin chào các bạn. Thì trong cái video này Trường sẽ chia sẻ với các bạn một cái analytics và chúng ta cùng tham khảo xem 1 triệu view của YouTube thì được bao nhiêu tiền ha. Đây là cái phân tích analytics mới nhất của các bạn. Từ ngày 1 tháng 3 tới ngày 28 tháng 3 2019 các bạn ha. Đây, 28 ngày cuối. Rồi chúng ta sẽ phân tích xem cái kênh này 1 triệu view thì nó được bao nhiêu tiền. Ở đây các bạn có thể thấy thời gian xem của nó 700.000 trong vòng 28 ngày qua. Trình đang thống kê từ ngày 1 tháng 3 tới ngày 28 tháng 3 năm 2019 ha. Rồi số lượt xem đây trong vòng 28 ngày qua thì hiện tại nó đang là 17.000 lượt xem mỗi ngày. Thì hiện tại số lượt xem của nó là 478.000 và nó tăng là 57% so với kỳ trước đúng không ạ? 478.000 283 view gần 500.000 view đúng không ạ? Nó còn thiếu ít nữa là được 500.000 đúng không? Thì các bạn thấy là cái số đô nó kiếm được là 228 đô. Và các bạn thấy là giờ mỗi ngày nó đang khoảng 10 đô. Đấy. Với cái số lượng 17.000 view mà khoảng 10 đô thì chắc chắn đây là kênh của Việt Nam rồi đúng không ạ? Đây là kênh mà đang làm về tiếng Việt. Và các bạn để ý thấy là cái lượng trung bình xem của nó là chỉ có là 1,28 phút. Tức là mỗi một người vào xem nó tầm video đó chỉ có khoảng là 1 phút rưỡi đúng không ạ, gần 1 phút rưỡi. Đây các bạn có thể thấy là kênh này đang phát rất là mạnh đúng không ạ. Trong vòng 30 ngày qua thì khoảng 1.000, gần 1.500 người đăng ký ha. Ở đây tăng 80% rồi các bạn thấy không. Danh sách lượt chia sẻ nhận xét tất cả đều tăng. Đây lượt thích cũng tăng từ 50% tới 80%. Ok, thì chúng ta dựa đây chúng ta sẽ phân tích ha, 1 triệu lượt xem được bao nhiêu. Kênh này thì trong vòng 28 ngày qua thì nó không được 1 triệu lượt xem. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem là trong 2 tháng này hay là 3 tháng này chúng ta xem 1 triệu lượt xem được bao nhiêu tiền ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích là 90 ngày qua đây. Rồi, trong vòng 90 ngày qua các bạn ha. Rồi, trong vòng 90 ngày qua là nó được bao nhiêu ạ? Là 1 triệu 2. 1 triệu 276 nghìn lượt xem. Và với các bạn, cái kênh này nó biến động rất là mạnh đúng không ạ? Đang từ rất là cao 17.000 nó tụt xuống còn là 4.000 mấy. Rồi nó lại lên lại 17.000 mấy. Thú vị đúng không? Rồi, trong vòng 90 ngày qua thì tiền nó sẽ tăng theo hình chữ V luôn. Đấy. Đang từ 9 đô nó tụt xuống còn có 2 đô nhảy lên 10 đô đấy. Và thấy kênh này rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rồi thì cái số tiền nó kiếm được ở đây các bạn thấy là 1 triệu 2 view mà nó chỉ kiếm được khoảng 500 544.000 544 đô thôi. Thì các bạn thấy thế nào ạ? Hồi nãy chúng ta làm 1 tháng đúng không? Trong vòng 1 tháng đi thì nó 220 đô đúng không ạ? Thì các bạn có thể nhân lên là khoảng 400 đô các bạn. Thì giống như cái kênh này cái kênh này thì 1 tháng của nó là khoảng 220 đô thì 1 triệu đúng không? 1 triệu thì nó đâu đó tầm hơn 400 đô. Đây 1 triệu 2 thì nó hơn 500 đô một tí đúng không? Thì khoảng 400 rưỡi đô các bạn ha. Thì như kênh này các bạn thấy thực tế luôn, analytics luôn. Đó, thì 1 triệu view nó khoảng 450 đô. Đó là với kênh này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem với một cái kênh nữa ha. Xem nó là được bao nhiêu. Rồi ok, chúng ta tiếp tục qua một cái kênh mới ha. Đây là cái kênh mà Trường mới chụp xong từ ngày 1 tháng 3 tới ngày 28 tháng 3 luôn ha. Đây. Đấy, trong tháng 3 2019 luôn. Rồi, các bạn thấy là cái thời gian xem kênh này nó khác. Trong 1 tháng qua thì nó được 3,1 triệu ha.
3,1 triệu lượt xem, và cái thời gian xem là hơn 8 triệu, gần 8 triệu rưỡi là lượt xem một phút đấy, trung bình là 2,43 ha. Và cái doanh thu của nó là được 974 đô. Thì các bạn thấy sao ạ? 1 triệu view của cái chủ đề này nó lại thấp hơn của cái chủ đề hồi nãy, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ mình chia ra là cho 1 triệu view đúng không? Thì là 970 mấy đô này, thì mình chia 3 ra thì 1 triệu view của cái thằng này nó chỉ được là hơn 300 đô, đúng không ạ? Trong khi 1 triệu view của cái kênh bên kia cho các bạn xem á thì nó được tới 450 đô, đúng không ạ? Bạn thấy sao ạ? Mặc dù cái thời lượng xem nó còn lớn hơn bên kia. Bên kia trung bình có 1 phút rưỡi, còn cái này là trung bình là 2 phút 43 lận. Mà sao ạ? Và 1 triệu view của nó vẫn thấp hơn các bạn. 1 triệu view của nó vẫn thấp hơn rất là nhiều. Ha. 1 triệu view của nó chỉ có được là khoảng hơn 300 đô một tí, đúng không? Chia 3 ra. Đấy. Còn bên kia là đang được tới tầm gần 450 đô, đúng không? 450 đô. Bạn thấy không? Đó là nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Nó phụ thuộc vào gì ạ? Chủ đề của cái video đó là gì, đúng không ạ? Và cái video đó dài hay ngắn, đúng không ạ? Cái video 10 phút tất nhiên là tiền kiếm sẽ nhiều hơn cái video dưới 10 phút. Rồi, nội dung của cái video nói về gì? Và cái quảng cáo nào sẽ hiển thị trên cái video đó? Nếu cái quảng cáo hiển thị trên cái video đó là cái quảng cáo đang nói về bất động sản, đang nói về những cái chủ đề giống như giảm cân chẳng hạn, thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những cái chủ đề, rất nhiều so với những cái chủ đề mà về giày dép quần áo, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn thấy là đặc biệt đó, là đặc biệt nếu mà cái thời lượng xem của này lớn ha, lớn đó, thì số tiền nó vẫn cao hơn nữa đó. Nhưng mà cái kênh này á, là nó là một cái dạng kênh tin tức các bạn, mà nó chỉ dạng slide hình, ghép hình với lại chữ, nên là cái độ chất của video không được tốt, đúng không? Nên số tiền nó kiếm ít hơn rất là nhiều. Nếu với 3 triệu view này á, nếu mà phim á các bạn ha, thì Trường nghĩ sẽ kiếm rất là nhiều ha, vài nghìn cơ, chứ không phải là chưa được nghìn thế này đâu, bạn hiểu không? Đó là cách mà chúng ta tính 1 triệu view được bao nhiêu tiền ha. Đối với những cái chủ đề khác các bạn nha, nó sẽ kiếm nhiều hơn rất là nhiều. Có những chủ đề mà 1 triệu view các bạn có thể kiếm được là 600, 700 đô gì đó. Nó tùy thuộc vào cái lượng quảng cáo nó hiển thị trên cái video đó, bạn hiểu không? Tức là cái tần suất quảng cáo hiển thị trên cái video đó. Và cái quảng cáo đó là cái quảng cáo gì, đúng không? Như Trường nói, như quảng cáo về bất động sản hay ô tô hay gì đó, thì một lít chuột của nó cao hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ thu về tiền rất là nhiều so với những cái quảng cáo về giày dép quần áo hay cái gì đó, đúng không? Và các bạn lưu ý này, các bạn thấy ở cái kênh này thế nào ạ? Cái thời gian xem, hoặc cái thời gian xem của nó, và cái thời gian xem á, với những cái video mà có lượt hơn 10 phút ha, đặc biệt là những cái video mà nó dài nửa tiếng, thì người ta có thể đặt được 5, 6, 7 cái quảng cáo trên một lần view, bạn hiểu không? Tức là nếu với những video mà dưới 10 phút á, thì bây giờ nó được hiển thị hai lần quảng cáo. Trước kia chỉ có một lần thôi, chỉ có hai lần quảng cáo, đúng không ạ? Hai lần quảng cáo thì nó sẽ không được nhiều so với cái video mà trên 10 phút. Ví dụ cái video về nửa tiếng thì chúng ta có thể là đặt là 5, 6, 7 cái quảng cáo trong lần view, đúng không ạ? Tức là trong một lần view đó, một người xem thì có thể là cái quảng cáo hiện lên là 5, 7 lần. So với những cái video mà dưới 10 phút đó, chỉ hiện được hai lần. Thì các bạn thấy là những video mà càng dài á, thì tất nhiên là chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều tiền so với video mà ít, đúng không ạ? Ok, đó là những chia sẻ của Trường trong cái video này. Nếu các bạn có cái ý tưởng nào hay hơn, hay là có những gì thắc mắc thì cứ comment bên dưới thì Trường sẽ hỗ trợ các bạn ha. Và hãy nhớ đăng ký kênh và click vào biểu tượng chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ok, xin chào các bạn.